Vị trí của bọn em nó khác các vị trí ở trên. Bọn em chỉ cần sai lầm thì nó sẽ dẫn đến bàn thua, và bọn em luôn luôn chuẩn bị tâm lý cho mình là kể cả mình có mắc sai lầm trong trận đấu thì phải cố gắng lấy lại tinh thần thật nhanh để làm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ tiếp theo của mình. Bản thân em thì cũng không mong muốn mình là lúc nào cũng phải số 1 hay là người hùng gì cả. Bọn em chỉ cố gắng cùng tạo nên một tập thể thật mạnh và bọn em sẽ cố gắng chiến thắng từng trận đấu. Từ mỗi buổi tập rồi chứ không phải từng buổi thi đấu, em đều xem xét lại mình hôm nay đã tốt chưa, những con gì chưa tốt hay không. Thì rõ ràng là trong một trận đấu hoặc là trong từng buổi tập thì mình rất là còn nhiều điều nó chưa tốt, mình sẽ phải cố gắng. Đấy không phải là sự khắt khe mà là mình tự nhìn lại mình để hoàn thiện hơn.